lớp 8, bài số 4. Câu đầu tiên này, playing with matches can start a flood. Flood thì là cái lũ lụt. Lũ lụt tức là nước nó bị dâng lên nhiều thì gây ra lũ lụt thôi. Mình có storm là bão tố, mình có fire là lửa hoặc là các vụ cháy. Machine thì lại là máy móc. Ở đây có một từ rất quan trọng các bạn phải chú ý cho mình là từ matches. Matches là các que diêm. Và bình thường nó là match, giống với từ trận đấu ấy, nhưng mà số nhiều là matches. Thì tất nhiên là chơi với diêm thì có thể không thể nào nó gây ra được lũ lụt, cũng không thể nào gây ra được bão, mà lại càng không thể gây ra cái máy được, tức là phải là fire. Chơi với diêm có thể gây ra cháy nổ. Phần sau thì mình có những từ là you can hang your clothes in the lamp, thì là cái đèn bàn để ở trên bàn hoặc là để chỗ gần giường ngủ ấy, tối để xem phim được hoặc là đọc truyện được với nó. Mình có từ wardrobe là cái tủ quần áo, mình có sink là cái bồn rửa tay, rửa bát đũa, và refrigerator thì là cái tủ lạnh để đồ ăn thức uống. Tất nhiên ở đây là có từ hang này, từ close này. Hang là treo lên, treo cái bức tranh lên, treo cái poster lên. Mình có close là quần áo, tức là bạn có thể treo quần áo của bạn, tất cả là không phải treo với cả lamp rồi, càng không phải với cả refrigerator vì nó là cái tủ lạnh cơ mà. Còn sink thì là chỉ để chỗ rửa bát, các rửa tay thôi, phải là wardrobe. Bạn có thể treo quần áo của bạn ở trong tủ quần áo. Câu sau này, why must we cover something sockets? Từ đầu tiên có là electric, tức là tính từ mô tả các thứ mà sử dụng đến điện. Chẳng hạn mình có là electric car, là cái xe ô tô chạy bằng điện. Tương tự các bạn có xe đạp điện, xe máy điện thì dùng từ electric này. Tiếp đó là mình có từ electrical, nó cũng tính từ thôi, nhưng mà nó mang tính rộng hơn, có thể liên quan đến những thứ gì có điện này, liên quan đến việc sử dụng điện thì đều dùng là electrical hết. Mình có là electrical equipment này, electrical goods này, electrical device này. Tiếp theo mình có từ electrically, cái này thì là trạng từ, nó khác với cái kia. Trạng từ phải bổ trợ cho động từ rồi, nó liên quan đến sử dụng hoặc liên quan đến điện. Ví dụ câu ở dưới là cái cửa này ấy, cái cửa mái này ấy, là được mở ra, được hoạt động, được điều khiển bởi điện, và bạn có thể mở nó hoặc đóng nó chỉ bằng việc là ấn nút thôi. Thì cái từ electrically này nó sẽ hỗ trợ cho cái từ operated, là tiến hành mở ra gì đó, thì nó chính là trạng từ. Và cùng là từ electricity thì lại là danh từ thôi, nó chỉ có nghĩa là điện đó. Thì xem nào, chúng ta cần phải cover, phải bao phủ socket. Socket chính là cái phích cắm để liên kết cái món đồ sử dụng điện đó với cái nguồn điện. Thì mình có electricity bỏ, ở đây cũng không cần trạng từ hỗ trợ gì cả, nên electrically cũng bỏ, chỉ còn có electric và electrical thôi. Vấn đề ở đây là với electric thì nó mô tả các thứ dùng điện để hoạt động. Vấn đề là cái thằng socket này ấy, nó không hoạt động khi có điện, nó chỉ là thứ truyền tải mà thôi. Nó liên quan đến điện nhưng mà nó không sử dụng điện để nó hoạt động bình thường. Thì thế nên là các bạn đây sẽ là electrical. Tất nhiên là có một overlap nhỏ đây, mình search trên mạng thì electric socket cũng có mà electrical socket cũng có. Trong đó mình search ra thì electrical socket có 4.450.000 cái kết quả, nhưng mà electric socket cũng có nhưng chỉ có khoảng 1.000.000 thôi. Thì thật ra cái này, bởi vì socket ở đây nó không dùng điện để hoạt động, nó chỉ là thứ truyền tải thôi, nên đáp án sẽ là electrical chính xác hơn. We must cover the electrical socket. Câu sau này, Nga không thể đi đến được rạp chiếu phim bởi vì cô ấy has to do, cần phải làm cái gì của cô ấy. Mình có từ chores, chỉ là danh từ, việc phải làm dù là việc hơi nhàm chán một tí. Ví dụ I'll go shopping when I done my chore, tớ sẽ đi mua sắm khi mà tớ hoàn thành xong công việc của tớ. Houses thì là ngôi nhà, nhưng mà ngôi nhà ở dạng số nhiều, cái này quá dễ rồi. Household thì là danh từ cho hộ gia đình, cô ấy đã trở thành một phần của gia đình anh ấy. Mình có từ flat là căn hộ, ngoài ra là flat có nghĩa là bằng phẳng nữa, tính từ là bằng phẳng nữa cơ. An ice rink need to be completely flat, tức là cái sân trượt băng cần phải hoàn toàn phẳng. Xem nào, đáp án nhá. Mình có từ flat không phải rồi, không phải là cô ấy làm cái căn hộ cô ấy, nếu có thì cũng phải là decorate, trang trí, redecorate, trang trí lại, hoặc là paint, sơn, chứ không phải là làm. Mình có từ house, càng không luôn, phải là build the house.
hoặc là gì gì đó, chứ không phải là làm. Mình có hai từ là chores và household. Household cũng sai. Lý do thế này, household chores thì là công việc nhà, những việc nhà phải làm gồm như là quét tước này, giặt giũ này, rửa quần, rửa bát đĩa này, giặt quần áo này, thì nó là household chore, là công việc nhà. Nhưng household đây chỉ là hộ gia đình thôi, nó tương đương, nó ý nói đến một cái nhóm người sống cùng nhau trong một nơi, thì nó có thể bằng với family. Ở đây cũng không thể thấy được mà phải là chore. Nga không thể đi đến xem phim được bởi vì cô ấy cần phải hoàn thành các công việc của cô ấy. Chores sẽ là chính xác. Câu sau này mình có the can fix this washing machine well. Xem nào, có carpenter là danh từ người thợ mộc, những người làm đồ về gỗ. Journalist là nhà báo. Customer thì khách hàng. Repairman là những thợ sửa chữa máy móc. Thì xem nào, có washing machine là máy giặt. Máy giặt thì rất nhất là thợ mộc không liên quan đến máy giặt. Thợ mộc thì liên quan đến đồ gỗ cơ, chẳng hạn như là bàn này, ghế này, giường tủ. Mình có journalist để mấy người là những người họ viết báo, có thể họ lên tivi. Customer khách hàng không phải rồi, mà là repairman, tức là cái thợ sửa chữa có thể rửa cái máy giặt này một cách ổn. Ok, đáp án là repairman. Câu sau này, they did it chấm 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 without any help. Mình có themselves, có himself, có herself và myself. Chủ ngữ là they thì nó sẽ là themselves, họ có thể tự làm cái này mà không cần ai giúp đỡ. Nhưng nhắc một chút này, mình có yourself là nếu ám chỉ một người, chẳng hạn là hey An, you have to do it yourself. Này An, cậu em phải làm cái này một mình nhá. Nhưng mà yourself nếu mà ám chỉ nhiều người, hey An, anh Huyền, you have to do it yourself. Này An và Huyền, em, các em phải làm cái việc này tự ấy nhá. Tức là rõ ràng nếu ám chỉ một người, yourself, ám chỉ hai người hoặc nhiều người trở lên thì là yourself. Nhớ cho mình. It isn't chấm 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 to drive too fast in the busy street. Mình nói careful là tính từ, là cẩn thận, thận trọng. Dangerous thì là nguy hiểm, cũng là tính từ thôi. Foolish thì là tính từ ngốc nghếch. Mình có từ safe thì là từ an toàn. Be safe and sound là một cụm từ để khi chào nhau, khi tiễn nhau thì có câu là be safe and sound hoặc là safe and sound, tức là đi thượng lộ bình an nhé. Ở đây thì xem nào, đầu tiên mình careful, careful chắc không phải rồi, vì như thế là không cẩn thận để lái xe nhanh ở trong con phố đông đúc. Không, nó không nguy hiểm á? Không, nguy hiểm rất là nguy hiểm. Thằng khác it isn't foolish cũng không đúng đâu, mà phải it isn't safe, tức là nó không an toàn thế nào khi mà lái xe rất nhanh ở trong các khu phố đông đúc. Mình tiếp này, the rice is in the kitchen, you can cook dinner yourself. Gạo cái gì gì đấy thì ở trong bếp, bạn có thể tự nấu bữa ăn tối. Mình có stove là cái này này, là cái bếp. Bếp này thường có liên quan cả nấu cả nướng luôn. Cái phần ở dưới của nó sẽ là dùng để nướng, phần ở trên dùng để nấu. Mình có cooker là cái bếp này này. Mình có steamer thì là cái xưởng hấp. Mình có sink thì mình nói rồi, sink là cái chỗ bồn rửa tay thôi, khỏi còn nhắc lại. Mình có một cụm từ rất quan trọng là the rice hoặc là rice đi. Thì mình có một cái cụm là rice cooker. Rice cooker chính là cái hình mà mình đưa đấy, đó là cái bếp điện, nồi cơm điện chính xác hơn. Rice cooker là nồi cơm điện, vì nó có từ rice rồi nên mình sẽ tự dùng là cooker. You ought to put the chấm 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 between the armchair and the couch. Mình có rug. Rug là cái này này đó. Rug là cái thảm, có thể to có thể nhỏ, cái thảm để đặt dưới sàn nhà, trang trí cũng được mà để cho ấm chân cũng được. Mình có cushion. Cushion nó là mấy cái năm cái hình ấy kìa, nó nhỏ vuông vuông, nó cái gối, nó khác với pillow. Pillow là gối để ngủ, còn cushion là cái gối đặt trang trí ở trên sofa, trên các ghế băng để cho mọi người có thể hoặc là ngồi lên hoặc là ôm lên. Mình có saucepan là cái này này, ôi trời ơi, nhìn quá dễ. Và bedroom thì khỏi nói, bedroom là phòng ngủ. Thử nhá, mình có từ này armchair. Armchair nhìn lại hình cho mình cái, nó chính là cái này. Armchair là cái ghế bành, ghế mà to, người ta ngồi một, thường là dành cho một người ngồi thôi, rộng, to, ngồi rất thoải mái. Và từ couch, the couch chính là cái này, ghế băng, bằng với từ sofa cũng được, sofa. Thì xem nào, chính cái hình ảnh cho mình luôn, chính là rug, bạn cái thảm ở giữa cái ghế bành với cả cái ghế băng, đó, đúng hình ảnh luôn. Tiếp theo mình có fire destroys home because some children play with gì 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 đấy. Mình có knife, thật ra đây là số nhiều, knife số nhiều và knife số ít thì nó là đây này,
những con dao, mình có drugs, và drug là các viên thuốc, mình có matches, và match thì là que diêm, mình có scissors thì là cái kéo. Chú ý này, cái scissors này là nó giống mấy cái trường hợp như quần jeans, quần bò, quần vải và giày hoặc là sandal, thì những thứ đó là những thứ mà dù là một thứ nhưng vẫn là số nhiều, bởi vì nó có hai phần giống hệt nhau lặp lại. Chẳng hạn nhá, mình có jeans chứ không có jean, vì hai ống quần của nó ghép lại thành một cái quần. Mình có trousers chứ không có trouser. Mình có nữa là shoes chứ không phải là shoe, bởi vì shoes thì có cái đôi giày bên trái, có chiếc giày bên trái, có chiếc giày bên phải, ghép lại thành một cái là shoes. Thì scissors cũng thế thôi, mở ra có hai cái giống nhau, hai lưỡi đấy. Thế nào, lửa có thể lửa phá hủy nhà cửa, bởi vì một số trẻ em chơi với, tất nhiên là cái này giống hệt câu 1 rồi, chơi với gì? Matches, với diêm. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Chúng ta lại nghỉ tiếp thôi, không sao, cứ làm bài đi, làm đến đâu thì tốt đến đấy, có gì thì hỏi mình nhé.